Chị không biết mọi người như thế nào nhưng mà chị rất là nhạy về cái phản ứng của đồ ăn lên cơ thể luôn ấy. Ví dụ nhiều hôm ra chị đang rất là bình thường nhá. Xong rồi dù chị ăn cay hoặc là ăn nóng hoặc là ăn ít rau, thiếu rau là ngay lập tức chị sẽ bị mụn. Kiểu gì chị cũng lên mụn. Đúng kiểu nó lên như cái mụn nóng ấy. Ôi dồi ôi, có một đợt vừa rồi là chị khủng hoảng luôn. Và chị hứa là sẽ không 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 bao giờ như vậy nữa. Đấy là chị lực, bởi vì là bao nhiêu năm nay thì chị vẫn sáng nào cũng ăn trái cây mà uống nước trái cây. Nhưng mà xong rồi có một đợt vừa rồi như kiểu bị ngán ấy. Thế là chị lười lười. Khoảng một tuần chị không uống nước trái cây buổi sáng nữa và cũng kiểu không uống sinh tố buổi sáng nữa. Ui dồi ôi, xong rồi cái mặt chị nó bị lên mụn. Đầu tiên nó sẽ lên hai bên này trước, xong bắt đầu nó lên quanh miệng. Lên quanh miệng xong nó cứ lên cái phần này này. Là mình biết là mình bị nóng ở bên trong do ăn uống. Trời ơi, xong rồi nó để nó cứ lên cái này, cứ cái này tịt nó lại lên cái khác, cái này tịt nó lại lên cái khác, nó cứ lên liên tục như thế. Xong chị hoảng quá trời luôn. Thế là chị mới đi khám bác sĩ. Chị đi khám da liễu. Tại vì chị nhá thì chị không bao giờ nặn mụn. Không bao giờ dùng tay mà tự nặn mụn. Chị thấy nó bị như thế, thế là chị cũng cứ bôi thử, cũng kiểu bình thường bôi mấy cái thuốc mụn ở nhà thôi, thì nó cũng không không tịt, nó vẫn cứ lên tiếp tục như thế. Thế chị phải đi khám bác sĩ, thì bác sĩ mới nói là cái này là mụn nóng, có nghĩa là những cái chuyên gia người ta nhìn vào mặt của mình, người ta sẽ biết là đấy là cái mụn vì lý do gì, cái kiểu mụn gì. Có người thì là bị mụn nóng, có người là mụn nội tiết tố, có người thì là mụn do bị dị ứng mỹ phẩm, có kiểu mụn thì là do mình bị da mình bị rối loạn cái tuyến dầu ấy. Thì bác sĩ người ta khám ta mới nói là cái mụn này chỉ là mụn nóng thôi, nóng ở trong người ấy. Đấy. Thế là bác sĩ cho chị mấy cái uống mà kiểu để cho nó giải nhiệt bên trong người này. Xong rồi kèm theo mấy cái thuốc để chống viêm, thuốc bôi mụn. Rồi mình cũng phải đi spa để mình lấy sạch những cái nhân mụn đấy ra, chứ không là mình sẽ nặng. Mình nhìn mình ngứa mắt mình sẽ nặng. Cho nên là mình phải đi spa. Có chuyên viên các thứ người ta sẽ giúp mình lấy sạch tất cả những cái nhân mụn đấy ra. Xong rồi về người ta bôi thuốc, trang bôi thuốc. Đấy. Bôi thuốc xong rồi là bôi thuốc thì xong rồi mình cứ để như vậy. Mình xài những cái mỹ phẩm rất là lành tính, nhẹ thôi. Lúc mà bị những cái bên như vậy là không có tấp mỹ quá nhiều cái đồ cosmetic lên trên mặt. Lúc đấy cũng không buồn make up luôn á. Chị uống với cả bôi hả? Chắc khoảng chừng thực ra cái vết thâm ở trên mặt ấy thì nó lâu lâu nha, nó lâu hơn, nó phải tầm chắc phải cả tháng mới mất được vết thâm ấy. Nhưng sau sau đấy thì ngay lập tức về là chị ngày hôm sau bắt đầu chị tấp trái cây rồi rau củ quả các thứ, mình ăn cái đồ mát vào á, mình uống thêm mấy cái viên mà bằng từ rau cỏ cây cho nó giải nhiệt ấy. Đấy, khoảng một tuần thôi là mặt chị không lên mụn nữa, không lên mụn nữa, mà nó chỉ là những cái mụn cũ nó chưa phát ra hết, nó chưa sạch. Và mình vệ sinh mạch mặt sạch đúng một tuần sau là hết. Em bị mụn viêm da dầu nên dùng gì? Em ơi em phải đi khám bác sĩ nha, tại vì chị tư vấn cho em ấy thì nó chị không biết được là cái thói quen sinh hoạt và cái tình trạng da của em như thế nào, nhưng theo chị nha, càng da dầu lại phải càng giữ cho mặt mình rất là sạch. Rất là sạch. Và em phải để ý này, tránh đồ chiên, xào, rán, nướng, em phải tránh tất cả những cái kiểu đồ đấy, em ăn ít thôi, nếu mà thèm quá thì ăn một ít thôi, nhưng mà thông thường thì là phải tránh nhá. Tránh ăn những cái đồ đấy. Tại vì những cái người mà da dầu á mà còn ăn đồ nóng vào thì ối rồi ôi luôn á. Và em đi khám bác sĩ đi. Bọn em có thể đến địa chỉ. Đợt trước chị cũng hay đi khám ở bên Bắc Thanh. Số từ từ tự dưng nói cái quên này. Số mấy Lê Hồng Phong nhỉ? Bác sĩ Thanh ở Lê Hồng Phong. Đúng rồi, đồ từ đường sữa cũng có thể là không tốt, tại vì bản thân chị cũng là một cái người mà không hấp thụ được mấy cái sữa tươi, nên là ngày xưa chị hay xay trái cây uống với cả sữa tươi, nhưng sau này chị bỏ cái sữa tươi đấy luôn, tại vì cơ thể chị cảm thấy không hấp thụ được và chị thấy bị đầy bụng.
cũng gì đôi khi bị kích ứng nữa. Em ơi, em lúc đấy bạn nào hỏi chị địa chỉ khám da ấy, bọn em có thể thử, tại vì tự dưng lâu quá chị không khám chị quên, nhưng mà bọn em có thể search ở trên Google thử nhá, là bác sĩ da liễu, bác sĩ Thanh da liễu ở Lê Hồng Phong, nếu chị không nhầm là số 678 hay sao ạ, Lê Hồng Phong, bác sĩ Thanh, bác sĩ da liễu ở Lê Hồng Phong. Tại vì ngày xưa bác ý là phụ huynh của học sinh ở bên trường, thế là chị biết. Từ từ nhá, để chị dẹp cái này cái. Chị dẹp cái này đã. Không, chị phải ăn một cái khác. Chị sẽ cho mọi người, sẽ cho mọi người biết là sau bữa ăn chị luôn ăn cái này. Có một thứ mà chị luôn ăn là sau bữa ăn.